Trung tâm điện tử Hải Phương xin vui mừng chào đón các bác. Hôm nay các bác lại đến với Phương Súp. Hải Phương có rất nhiều súp mới, hàng cao cấp để phục vụ các bác. Và ngày hôm nay thì Phương Súp đang có rất nhiều sản phẩm. Đấy, những đôi loa đang được đóng lên đường, cũng chiếc lọc được đóng lên đường đây rồi. Thì ngày hôm nay thì anh Phương lại đang tiếp tục giới thiệu cũng như là gửi tới các bác một trong những mẫu sản phẩm đẩy công suất, dòng đẩy bom tung công suất 1800W. Con này thì em đang chuẩn bị đóng gói về Hà Nội thân yêu. Đấy. Đây này, báo cáo bác là đẩy bom tung này. Con này thì công suất cực khỏe luôn. Công suất 1600W một kênh. Máy đẹp như mới. Chuẩn chỉ luôn. Mặt mũi của nó đây các bác. Bom tum MK1.6K. Đẩy chuyên súp. Hiện tại thì anh Phương đang cắm để test nó với một con súp đời 4 số. Đó là 4718X. Đến với Phương Súp các bác sẽ có được những quả súp như ý. 4718X. Đấy, phê chưa? Rốn đỏ ao. Hàng bãi xịn. Hàng có nguyên bụi tây này. Cái đấy trồng lên đây. Hai cái này. 4718X. Dòng Mỹ nòi tay phải. Quá ngọt. Chọn. Ok chưa? Nói chung là con này thì nó vã được hai con súp 4718X như này. Đánh thoải mái, đánh phê luôn các bác. Đấy. Bên cạnh đó thì nếu các bác nào thích chơi gọn gàng, xinh xắn thì các bác có thể đầu tư sang đến cái mã 418 Pro. Mà Pro 418. Con này thì nó là súp bát 50 từ 22 côn 100. Đây này, em đang mở ra này các bác này. Đấy, đến với Phương Súp thì có rất nhiều mã súp để các bác lựa chọn. 418F, 418 Pro. Đây là bát của nó đây. Bát từ 22 côn 100. Hàng nét đen luôn. Gọi là nét đen như kiểu chúng ta gọi là xem phim HD. Đấy. Nó như mới này các bác. Hôm nay thì em đang đóng gói một cặp súp này về cho chú Bắc Thanh ở thành phố Đà Nẵng. Lấy một đôi, hiện tại em còn một quả nữa. Còn một quả súp 418 nữa. Giá của những quả này nó rơi vào tầm khoảng độ 19.500.000 đồng một quả. 19.500.000 đồng một quả súp 418 Pro này. Con này thì kích thước của nó gọn, xinh xắn và hàng chất lượng. Đấy. Còn con này giá của nó rơi vào tầm khoảng độ là xem nào. Con này cũng tầm giá ngang với con này. Cũng khoảng 19.500. Các bác chọn con nào cũng được. Con này là đời 4 số. Đấy, đời 4 số. Bát của nó thì cũng từ 22 côn 100 như nhau. Đấy. Bác nào đầu tư đến con nào thì alo cho em với số máy 097 1998 555. Trước khi dừng video các bác này cùng anh Phương test lại cái chất âm của quả đẩy súp này. Đấy. Con này thì nó khỏe lắm, nhích lên một tí. Báo cáo bác là nhà nghèo khổ. Đánh đi. Các bác biết vì sao đánh đúng không? Đánh to để các bác biết là nhà lập máy bờ lô. Nó kêu. Của anh rung hết cả nhà luôn. Đấy. Mà đặc biệt là cái nhà ông hàng xóm này kêu. Đấy. Kêu kinh luôn. Các bác quánh phải khủng bố hàng xóm ấy. Thì nó mới đã. Đây gọi là mở không gian rộng. Thế còn ở nhà chắc chúng ta không đánh đến tầm này. Quấy. Vũ điệu âm nhạc. Ok, anh Phương đã báo giá cho các bác hai cái model súp để cho các bác cân đối lựa chọn. Bác nào đầu tư đến mã nào thì alo cho em với số máy 097 1998 555. Xin cảm ơn các bác.